Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Tranh Tài Đoán Ý. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với hai đội chơi là những người bạn còn rất là trẻ, và họ sẽ mang đến cho chúng ta những cái năng lượng thật là sôi nổi, thật là tích cực, thật là vui nhộn để cho buổi trưa của quý vị sẽ thêm phần thú vị. Đội đầu tiên Hiểu Ý Qua Đi và đội Lâu Lâu Mới Hiểu, xin mời. Chào các em. Mới ra làm gì mà rơi rụng dữ vậy hả? Dạ em không hiểu sao bị rớt, nhưng mà anh đợi em tí. Ổn không? Dạ được. Biết rồi tại, biết tại sao không? Nhoi quá đó. Tại em không hiểu sao mỗi lần em gặp anh Đại Nghĩa là cái năng lượng trong người của em nó hừng hực hừng hực. Thôi đi. Đội của em nó tên là gì? Hiểu Ý Quá Đi. Tụi em còn một cái slogan nữa. Slogan gì? Chơi chi cũng thắng. Tự tin quá. Bên nguyên group này là diễn viên không thôi. Nghĩa qua đây cái hình như người ta là ca sĩ hết em. Wow. Hình như thấy cái thần thái nó khác hẳn luôn. Bên đây là đội Lâu Lâu Mới Hiểu. Dạ. Thiệt vậy không? Khi em tự tin quá thì bên này em khiêm tốn một chút xíu. Bọn em cũng có slogan đấy. Tha mọi người đó là gì? 1, 2, 3. Lâu lâu mới hiểu, kiểu gì cũng chơi. Trời ơi ngon luôn. Bây giờ này không mấy bên đây nhiều người là biết hát. Bên đây thì là diễn viên, thấy không? Mình ít ra mình cũng hát tặng cho anh ta nghe một bài một đoạn vậy đi, mình hòa giọng mình làm liên tục. Nhiều bài, hai hát đi, hát đi, nhiều hai bạn ca sĩ đây, hát đi làm anh thất vọng nha em. Yeah. Bé mèo xinh lông trắng tinh, mắt tròn xoe và trông rất xinh, tinh 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 từng bước chân lại bước gần anh lon ton tí tí. Bé mèo xinh duy nhất em, chính là em chẳng ai khác đâu, ngắm thật lâu đôi môi mắt nâu, càng ngắm càng yêu my baby cutie. Trời ơi dễ thương đó thiệt luôn. Ca sĩ người ta cất giọng lên các thế sĩ liền lập tức à. Anh thử kêu đồng đội bên em cất giọng lên. CZ mời em. Bài gì hot nhất của em? CZ em hát cái bài hot nhất của em. Rồi. Bài này nè. Thằng kia có hứa sẽ chăm lo, sẽ đón em mỗi chiều, dù cho vít đó có khó đến mức đêm trong ngóc nhiều ngày, rất nhiều ngày, chỉ cần được nắm tay em để muốn nở. Wow. Anh Nghĩa, bài của đồng đội em là hot lắm á anh Nghĩa. Anh biết mà. Còn em có gì hot không? Dạ, bắt đầu chương trình đi anh. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thi đầu tiên của Tranh Tài Đoán Ý. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng thi đầu tiên mang tên Lắng Nghe Hiểu Ý. Thì Đại Nghĩa đang cầm trên tay tất cả là 10 từ khóa khác nhau. Cái người đầu tiên đứng đây sẽ nhận những cái câu từ khóa này từ anh, và sau đó sẽ truyền cho những người bạn còn lại của mình bằng cách nói thật lớn, cho rõ khẩu hình và diễn tả bằng hành động. Bởi vì người thứ hai, thứ ba và thứ tư các bạn đều phải nghe những cái tai phone âm nhạc rất là lớn. Người thứ tư viết lại những câu này lên trên tấm bảng. Nếu như một câu mà các bạn biết đúng, viết đầy đủ và không sai chính tả thì các bạn sẽ nhận được 50.000 đồng. Và bây giờ để coi cơ độ nào chơi trước đây. Đội em sẽ nhường đội bên cạnh chơi không, trước. Hay nhường quá. Mình phải ở đây, bên đây ca sĩ nè đúng không? Dạ. Bên đây cũng có người làm ca sĩ đó. Mặc dù là diễn viên nhưng mà cái giọng, cái voice sẽ nó tốt. Dạ. Đúng không? Cử đi, thành viên nào? Dạ, đây à. Lady Ford ạ. Em tên là em. Dạ. Em Mai Chi cũng được. Dạ, em. Dạ, okay. Đúng không? Mai Chi đại diện đội bên đây. Bên đây Can Vũ à. Can Vũ đúng không? Rồi. Rồi, các em sẽ kéo em hơi dài ra đâu. Và anh sẽ canh coi cái thời gian của mỗi một người là bao lâu. Tính là lady first nhưng mà thôi để em trước cho các bạn lấy thời gian. Đúng. Cho bạn ấy chuẩn bị tâm tập lý tập trung. Coi coi nó có lén lén nó lấy hai hơi không. Một hơi một thôi nha. Dạ. Chuẩn bị bắt đầu. Còn luyến nữa trời ơi. Giọng bắt đầu rung và đổ hộp từ giây thứ 12.
nhưng mà nấn ná cuối cùng cũng được là 13 giây 59, coi như là 14 giây luôn, đúng không? Mai Chi, trọng trách đặt nặng trên vai em. Bên kia có 14 giây thôi em. Bắt đầu. Em xin lỗi gia đình nhiều lắm, em xin lỗi gia đình. Ôi, mình chết rồi. Là phải khởi động. Em xin lỗi gia đình mình. Rồi. Trời ơi. Bé, xin lỗi. Bên em nó à, xong rồi nó á, lên được 8 giây 95. Đáng lẽ lúc đầu là em không nên nhường cho đồng đội của em. Em thử không? Em thử chứ. Thử đi, cho em thử nè. Mình vẫn thua nha em. Vì đội em thua cho nên mời đội em thi trước. Lên. Dạ. Rồi, chữ em xấu quá. Đây, thời gian dành cho em bắt đầu. Có 4 chữ. Dắt trẻ đi đi chơi. Dắt nhảy trẻ chân sáo hả? Nhảy dắt chân sáo hả? Không. Dắt tay, dắt trẻ đi chơi. Hả? Dắt trẻ đi chơi. Dắt. Dắt trẻ đi chơi hả? Đúng rồi. Dắt trẻ đi chơi. Dắt trẻ đi chơi. Con cá. Cá không ăn muối, cá ươn. Hả? Cá không ăn muối. Cá không ăn muối, cá ươn. Đúng rồi. Cái gì? Cá không. Cá không ăn muối, cá ươn. Cá không. Không, cái gì ăn không? Ăn muối. Ăn, cá không ăn. Cá không. Cá không. Ăn muối, cá ươn. Mây trắng. Bay. Mây. Mây trắng bay đi cùng gió. Đúng rồi. Đúng không? Mây trắng bay đi cùng với mây. Mây trắng bay đi cùng với gió. Đúng rồi. Mây trắng, áo trắng. Mây trắng bay đi cùng với gió. Cái gì không nghe? Mây trắng rồi đúng không? Bay đi rồi đúng không? Cùng với gió nữa, với thêm từ với thôi. Tạo hình thể đi. Mây trắng bay đi mấy cùng từ, với gió. Mấy từ đưa nó ra. 3 4 5 6 7 7 từ. Mây trắng bay đi cùng với gió. Ông nói 7 từ, ông đưa 8 ngón tay. Mây trắng bay đi cùng với gió. Mây trắng đi cùng với mây. Với gió, gió. Với gió. Đúng rồi. Cái hồi nãy luôn á. Mây trắng bay mây đi trắng bay lên cùng với gió. Mây trắng bay lên cùng với gió. Mây trắng bay lên. Bay lên cùng với gió. Bay lên rồi. Mây trắng bay lên cùng với gió. Bay. Ừ. Mây trắng, trắng bay lên. Trắng cùng bay với lên. Gió. Nói lại rồi. Vẫn đang loát không hiểu gì. Bầy chim lạc cánh, cái nghe lặn vô. Bầy chim lạc cánh khóc hoảng tìm nhau. Bầy tìm chim nhau. Lặn vô cánh tay khóc hù hù. Không phải là bầy chim lạc cái đầu phộng á của bầy chim bị đau. bầy chim ừ. bầy chim bị gãy cánh. Bầy chim bay xong gãy cánh. Bầy lạc không có bị gãy, nó chỉ bị lạc thôi. Nó chỉ bị lạc gãy cánh khóc hù hù. Bầy chim bay xong gãy cánh khóc hù hù. Bầy chim gãy cánh khóc hù hù. Khóc hù hù qua đi nè. Bầy chim gãy cánh khóc hù hù. Nhà em ở ngay cái lưng đồi. Lưng. Nhà em ở ngay lưng. Ở lưng. Lưng đồi, đồi. Đồi. Nhà em. Cái nhà. Nhà. Nhà em. Ở cạnh nhà anh. Ở lưng đồi. Ngủ. Ở.
Cả em lưng em lưng đồi. Lưng đồi á, núi lưng đồi, núi lưng đồi. Nhà em ở lưng đồi. Nhà tôi. À, em. Ừ, nhà em ở. Nhà em ở. Ờ. Ở lưng đồi. Ở lưng. Cái lưng đồi á. Nhà em ở lưng đồi. Dạ. Cái hồi nãy á nha, hồi nãy á, nhà em ở cạnh lưng đồi. Ở ngay. Nhà em ở cạnh lưng đồi. Cạnh lưng đồi. Ở cạnh. Ở cạnh. Ở cạnh lưng đồi. Ngay. Đuổi rồi. Qua đi, qua đi, qua đi. Hết giờ. Hả? Hết giờ, bỏ ra. Phải mồ hôi luôn. Anh Nghĩa ơi, mình có bác sĩ không? Chứ bạn em lên huyết áp rồi kìa. Không mà bạn chưa ngộ lắm, bạn chưa nói không mà. Mà đã không nghe mà nói làm gì sao em nghe được. Tại sao em không nhìn cái mũi? Có nghĩa là bạn Trương phải diễn tả. Ừ, đúng rồi. Tự nhiên bạn Trương cứ em không hiểu hết. Không hiểu gì hết. Mình phải nhìn cái khẩu hình miệng chứ. Khẩu hình miệng không hiểu. Rồi. Đó, gia đình đó. Không có cãi nhau. Gia đình xào xáo rồi. Để coi nha. Dắt trẻ đi chơi là đúng nè. Một câu. Cá không ăn muối cá ương. Đúng luôn. Wow. Câu này quen quá mà đúng không? Đúng rồi. Rồi, bầy chim gãy cánh khóc hu hu ô nô là gì? Không, cái đó cái mặt buồn của em mà khóc á. Nghĩ là đúng không? Không, nó không đúng rồi, nó không có nghĩa. Em ơi, đây là một cái câu hát rất là quen hiện nay. Bầy chim lạc cánh khóc hoang tìm nhau. Trời ơi, nguyên cái câu người ta hay ho. Nó đầy cái chất thơ như vậy. Đây, nhà em ở cạnh lưng đồi. Style luôn nha em nha. Dạ. Style nha. Nhà em ở ngay lưng đồi. Ở ngay hả? Ừ. Bốn câu mà thiệt ra đúng được có hai câu thôi. Ha. 1 triệu đồng. Rồi, bây giờ mời đội còn lại. Đội mình lâu lâu mới hiểu phải không em? Dạ. Trời ơi, lấy cái tên này không biết sao thắng được. Chưa chơi mà thấy mặt cũng... Nghe gì không? Cái gì? Nói gì vậy? Thôi, ok. Dạ. Rồi, ráng nghe em nha. Chuẩn bị. Bắt đầu. 7 từ. Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết. Hôm nay mưa. Ok. 7 chữ. 7 chữ. Dự báo thời tiết. Cái gì? Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Một ngày mưa. Đúng rồi, một ngày mưa. Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Không có nghe đâu mà nói làm gì. Ôi. Dự báo rồi, thấy được dự báo rồi. Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Nói chậm. Dự báo. Báo. Thời. Thời. Tiết. Tiết. Hôm. Hôm. Nay. Nay. Mưa. Mưa. Ô. Oh, em. Em. Như. Em gì? Như. Nhờ ư như. Trời ơi, nhờ ư như nó ngồi cũng như. Em. Như. Em như. Lúa. Em như lúa. Chín. Chín. Trên đồng. Trên đồng. Em như lúa chín trên đồng. Em như. Em như lúa chín trên đồng. Em như. Đi. Như. Đừng có nói nghĩa, chỉ nói đúng câu đấy bằng miệng thôi. Em như lúa chín trên đồng. 6 chữ. Sáu. Em. Em như. Đi. Như lúa chín ngoài đồng. Em như lúa chín. Em như lúa chín ngoài đồng. Ok. 5 chữ. 5 chữ. Mong ước kỷ niệm xưa. Mong ước. Mộng. Ước. Khẩn. Ước. Thời gian trôi qua mau chỉ còn là quá lâu nghe. Mong ước. Nói luôn 2 từ kỷ niệm. Mong ước kỷ niệm xưa. Thời gian trôi qua mau chỉ còn là những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi. Cái gì đừng có mua. Mong ước kỷ niệm xưa. Một tên bài hát. Mong ước kỷ niệm xưa. Đúng rồi. Mong ước. Cầu nguyện. Ước. Hả? Mong ước. Mong ước kỷ niệm xưa. Chậm thôi. Mong ước. Mong ước kỷ niệm xưa. Giết vô bảng luôn kìa, kêu Vinh đi. 6 từ. Thương em. Mấy núi. Thương em mấy núi cũng trèo hả? Đúng rồi. Thương em mấy núi cũng trèo. Thương em. Mấy núi cũng trèo. Thương em là điệu không để ngờ. Thương em mấy núi cũng trèo. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Ôi sao biết rồi? Sao lại? Đâu? Gì? Nhìn đây nè, đừng có nhìn đây kia. Thương em mấy núi cũng trèo. À, mấy sông cũng lội mấy đẹp cũng qua. Mấy núi cũng trèo. Ừ.
Thương em mấy núi cũng trèo. Ok chưa? Ok. À đúng rồi. Lòng. Dây dứt. Dây dứt. Dây dứt. Dây dứt. Dây dứt. Xào dưa. Xào dưa. Lòng. 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 Dây dứt. 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 Dây dứt. Ờ. Lòng dây dứt. Đứt. Đứt. Ruột gan. Đứt ruột gan. Lòng. Lòng. Đau bụng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lòng. Cái bên trong á. Lòng. Đau bụng. Đau dạ dày. Lòng dây dứt. Đau bao tử. Lòng. Đau ruột thừa. Một từ thôi. Lòng. Một từ. Hai, một, hết giờ. Đúng hết giờ. Anh thấy trong cái đội của mình á, Thảo, em giống như là chướng ngại vật. Nhưng mà hình thể em nhìn không ra nè, không ra. Em ơi, em nhìn hình thể em cũng nói không ra. Bây giờ em nhìn khẩu hình của người ta em đoán không được luôn. Bây giờ em chơi cái gì? Thôi cho em về nhà. Đây mình coi nè, dự báo thời tiết hôm nay mưa. Đúng nha, cái này chính xác nha. Em như lúa chín ngoài đồng. Đúng. Đúng không? Đúng. Sai nha. Đúng rồi. Trên đồng. Em như lúa chín trên đồng. Quá nổ. Tổ tiên quá vậy. Yeah. Quá tuyệt vời. Nó mừng như mở hội vậy đó. Mong ước kỷ niệm xưa. Đúng. Thương em mấy núi cũng trèo. Chính xác em ơi. Trời ơi, coi như là được vỗ tay tiếp đi kìa. 4 câu mình thắng được 3 câu, 1.500.000 đồng. Và đồng nghĩa với cái việc rằng đội các em đó. Dạ, em dạ. Hả? Em hả? Mình sẽ chịu hình phạt của chương trình. Mời các em. Ủa em làm gì em cầm tờ đó như đứng hình chịu phạt vậy? Dạ em thấy cái tờ này nó đúng với hoàn cảnh quy định của tụi em ạ. Chơi thua bị phạt nó có gì đâu. Nói phạt cái thiệt ra giống như là mình được thưởng vậy đó. Toàn là được mời ăn mời uống này kia cơ mà. Wow, vậy thì em chấp nhận hình phạt. Từ đó đây dạ. Mời em ăn. Nói gì vậy? Gì vậy? Đây mời em ăn. Nói gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Nói gì vậy? Một trái vậy luôn hả? Biết sao không? Nãy thấy mấy em la quá. Nó khang tiếng. Dạ đúng rồi. Đó. Nên đẩy cái này vô là xước giọng luôn. Có đẩy vô cái cho thanh giọng. Đó. Ui ngon kìa. Wow. Mày cho mình lại vô bọn đây không có cái gì là giả cả. Mình cần nó chua hơn đó. Ra phía trước ăn em ạ. Cho ai mà bị nhiệt miệng mà ăn cái này là ok luôn. Kìa CG đang bị kìa. Đây nè. Em mở chân rồi nè. Chân bên nè. Rồi tuyệt vời. Nhiệt tình lên mọi người ơi. Anh nhiệt tình lên trong khiến mình thèm thuồng như nào. Em ơi cái gì vậy thấy ghê vậy CG. Em nuốt không được. Cái miệng em như cái máy ép vậy đó hả? Nhưng mà em không kìa. Nó dắt nước nó chanh ra còn cái sơ không kìa. Nhưng mà em không có ăn được cái xác. Thì ít nhất em phải làm cho có xác đó. Nó gọn nó nhỏ nhất có thể đâu ra mà cá nùi vậy. Kiếp nạn nó đám 12 của Mai Chi. Anh ơi cho em hỏi là chị biên tập nào mua cái trái chanh này ở chợ nào mà sao nhiều nước vậy anh? Trời phải tuyển dữ lắm đó em ơi. Tuyệt vời. Trời ơi Nghĩa ơi. Thưa tất cả quý vị, như vậy là mấy đứa em của em sau một hồi khang tiếng rác họng đã được chương trình ưu ái tặng cho mỗi bé một trái chanh. Ăn vô thông cổ, giọng thánh thoát. Giọng bé trong ghê không? Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta bước vào vòng thi thứ hai của tranh tài đoán ý. Chúng ta đang ở vòng thi thứ hai mang tên nét vẽ hợp ý. Ở vòng thi này thì anh cũng sẽ có tất cả là 10 cái từ khóa cho các em. Và cái từ khóa của chúng ta thường nó sẽ gồm có 3 từ. Và mỗi một bạn ở đây sẽ đảm trách cái việc là vẽ lại một từ của cái từ khóa đó. Và cái người thứ tư đứng ở vị trí kia sẽ nhìn vào cả 3 bức hình này để đoán xem coi cả cái từ khóa mà anh đưa là cái gì. Đó, hết sức đơn giản. Và mỗi một cái từ khóa mà các bạn nói đúng thì các bạn sẽ có được 1.000.000 đồng. Đó. Dạ nãy đội bạn thi trước, bây giờ đội em thi trước. Đúng rồi, dạ. Ít ra mình phải làm vậy coi cho được chứ đúng không? Dạ. Mời các em lên đây. Dạ. À, các em đã cầm viết sẵn sàng rồi hả? Dạ vâng. Dạ. Dạ. Luôn luôn sẵn sàng. Dạ, dễ hiểu. Ủa? Xíu nha mọi người. Ủa em xài tay trái hả? Không em xài tay phải. Trời đất ơi, tưởng xài tay trái. Thấy em xài tay trái anh thấy đúng ý anh ghê luôn vậy đó. Anh sao vậy anh? Là bởi vì vòng thi này mình đâu có được cầm tay thuận của mình như vậy em. Đúng. Em xài tay chúng chả? Ta sẽ cầm cái tay mà mình không có quen thuộc. Cái tay nghịch của mình á. Dạ. Tay trái với... Em phận tay trái. Ừ. Thôi nè, bắt đầu nè, bắt đầu nè. Trời anh bắt ý bất quá à. Chuyện. Qua đây coi, qua đây coi từ khóa cùng danh nè. Nè em, một nè, hai nè, ba nè, hiểu không? Dạ. Bắt đầu. Thẳng vô vấn đề luôn nha mọi người. Cố lên, cố lên, cố lên, cố đi.
À, vẽ hình hả? Ai xong giơ lên liền cho bạn đoán. Dễ chứ cầu kỳ dữ vậy. Dạ. À, em đoán là cổng mặt trời ạ. Trời, quá thông minh. Chính xác. Hay nha. Rồi vô coi tiếp, coi tiếp, coi tiếp. Vinh, okay, nhanh lên Vinh. Em được. Rồi được, em nhìn rồi ạ. Ok. Rồi giơ lên đi cho đoán. Em còn không biết em vẽ cái gì nữa. Cái này là cái ốc. Cái này là cái xanh lý thông thôi. Cây đàn. Cái gạch gạch là cái gì vậy Cán? Liên tưởng đi, liên tưởng, liên tưởng. Bốn từ ha. Cây đàn sinh viên. Không, mình đúng theo thứ tự đi. Từ đây qua chứ. Đập vỡ cây đàn. Rồi. Chính xác. Đập vỡ cây đàn. Càng rồi khó hiểu quá. Đơn giản thôi, đơn giản thôi. Rồi cái này đi. Ba từ. Ba từ. Có gợi ý không anh Nghĩa? À, một cái công việc. Công việc. Không được. Trời ơi trời. Đội này sao thấy toàn quả sĩ không ta? Doraemon hả? Từ từ. Đẹp trai hát hay thì ít nhất cũng phải vẽ xấu chứ. Không à. Cứ vẽ đẹp luôn đó thì nó ra 10 điểm như vậy trời. Trời ơi. Sao càng dễ càng khó hiểu vậy? Nhớ ghép 3 từ vào là hiểu. Tài xế lái xe. 3 từ. Đây là gì? Rồi anh vẽ cái con người hay quá giờ mới tưởng hình ra được luôn á. Người lái xe. Chính xác, người lái xe. Nhanh lên, nhanh lên. Này dễ nè, ok ok. Em chưa không thể dễ luôn anh ạ. Cái này có mấy từ ạ? 3 từ. Thôi bây giờ anh ai dễ đẹp nói luôn đi nè. Để dân nó ngồi luôn, đứng nó luôn. Để dạ. Trời ơi, vậy cái đó là gì hả? Cái gì vậy? Không biết từ đấy phải vẽ sao nữa. Dễ tới cây chua hả? Hoa tàn. Cánh hoa tàn. Dạ, 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 dạ. Chưa đúng, chưa đúng, gần đúng rồi. Nhánh hoa tàn. Chính xác, nhánh hoa tàn. Và thời gian cũng kết thúc. Rồi, đến đây. Khó vậy mọi người ơi. Đây, cái từ nhánh hoa tàn. Nè, dạ. Một cái cổng mặt trời. Chính xác. Hai cái đập vỡ cây đàn. Chính xác. Ba cái người lái xe. Bốn. À, bốn từ khóa. 4 triệu đồng. Anh nghĩ là mình cũng có thể đủ tự tin để mình chờ coi đội bên kia như thế nào nha. Dạ. Xin mời các em. Mời các em lại đây. Gần đây mình ngó qua một cái nè. Dễ không? Dạ ok. Dạ yeah, đúng yeah. Không? Cầm tay trái hết giùm anh chưa? Dạ yeah, rồi. Bắt đầu. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nhanh thế. Dễ vậy, dễ chuột à. Ôi dễ đẹp thế, chim. Em vẽ cái gì vậy Trương? Anh Trương hình như là không có khiếu mỹ thuật hay sao ấy. Vẽ thôi. Gió mày chim bay. Có ba từ thôi, ba từ thôi. Gió mày bay. Yes. Chính xác, gió mày bay. Hay. Tiếp nào. CG đừng nhăn vậy, anh lo quá CG. Ủa cái gì vậy? Cái đó cái gì? Anh tự hiểu. Hay. Quên luôn rồi đó. Tôi quên luôn cái từ nãy rồi đó. Cái dáng trượt. Cái gì vậy? Ván cờ tình yêu. Chính xác, ván cờ tình yêu. Tiếp. Vẽ nào đơn giản nha mọi người, đừng nghĩ nó phức tạp quá. Mình nghĩ gì mình cứ chơi đó thôi. Rồi. Sao tôi hay bị sất ở ngay chỗ ông Trường quá vậy, là cái gì vậy? Áo. Mà cái khúc đó quan trọng. Cái khúc đó quan trọng á. Cái khúc đó nên quyết định cái này luôn á. Mà cái đó là cái gì? Quên luôn. Liên quan mà, nó liên quan mà. Liên quan gì? Liên quan gì? Liên quan cái gì? Cái gì? Trời, cái... Qua đi, qua đi, qua đi, qua anh, đi. Anh nhìn em thôi, đừng có nhìn đi rồi. Đâu. Rồi. À, nút anh nhìn áo. Cái áo em nè. Cúc áo sơ mi. Rồi, chính xác. Rồi ngoài. Này không là dễ nè. Được, được, được. Lâu quá. Giáo cộng. Ảnh để này xong là ra nè. À, tim này vẽ trừu tượng quá à. Mắt kính. Có được hết số này. Âm dương. Đôi mắt âm dương. Rồi. Chính xác. Quá. Rồi, cái này đi, cái này đi, cái này đi. Cái này đi, cái này đâu rồi? Ba câu. Ba câu. Rồi được rồi đó, vậy là hiểu rồi đó. Sao em vẽ cái gì mà khó hiểu vậy Trương? Đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Được rồi chứ, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, cái này gì? Được rồi, vậy là hiểu rồi. Cái đó cái gì vậy? Cầm nghiêng lại, cầm anh cầm. Không, cầm này là đúng rồi. Có cá heo. Không. Cầm như vậy mới là sai đó ông. Anh cầm ngang. Ừ, sai hả? À đây đây. Trời ơi. Trời đất ơi. À, đàn cá heo. Đúng. Trời ơi. Rồi hết giờ. Qua đây. Nè. Đàn cá heo. Đúng một cái. Gió mây bay. Hai. Ván cờ tình yêu. Ba. Cúc áo sơ mi. Đúng. Bốn. Áo sơ mi đúng. Đôi mắt âm dương. Đúng. Mình được tới 5 từ khóa. 5 yeah. triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái đội nhà bên kia gánh chịu cái hình phạt gì của chương trình hôm nay. Xin mời các em. Woo! Chuẩn bị. Coi nào.
Thấy gì chưa? Dạ chưa luôn. Cái gì? Cây đậu hũ. Hình như đây là món ăn tên là đậu hũ thúi. Nghe ăn thử không? Thôi. Thôi đâu bị phạt đâu ăn. Ngon. Rồi cũng được mà. Cũng ok á. Tâm ngon. Cũng ok á. Ủa sao cái này, cái đội này? Ủa anh biên tập ơi, anh biên tập ơi, sao mà bọn em đau đớn, sao bên đây vui vẻ nhỉ? Sao cho mình thèm buồn đi. Anh ơi đừng cố anh ơi. Đừng cố. Không, này là các bạn sợ. Nhìn mặt sợ. Cái này là do gu mỗi người thôi. Đây là một món khá là đặc trưng mọi người ạ. Tại vì là nếu mà ai ăn được sẽ cảm thấy nó rất là ngon. Còn những người đầu tiên ăn thì chắc chắn là sẽ có những cái vị nó hơi khó một chút. Đây nè, Thảo ăn hết rồi nè, thấy không? Nhưng mà em cảm nhận nó bị chua thôi. Mà bụng em hơi yếu, không biết sao. Thế là anh dùng miếng được không? Chén rồi nè. Ăn miếng sao nhìn ta vui quá nhở? Này không ấy, thiếu ly cà phê nữa là ok luôn. Trời đất ơi. Cà phê ngon. Thì nhiều khi anh cũng quan mang. Không biết có phải đây là hình phạt không nữa trời. Thì đó. Thấy ăn trong sự sung sướng. Dạ cũng ngon. Tiếc quá, biết vậy nãy thèm quá, xin một chén ăn được rồi. Và như vậy là các bạn của chúng ta đã vượt qua được cái hình phạt. Nó đầy cái sự hấp dẫn này. Một cách nhẹ nhàng, êm ru. Chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng, vòng 3 của tranh tài đoán ý. Chào đón tất cả quý vị đang đến với vòng thi thứ 3 có tên là khẩu hình đúng ý. Có tất cả là 10 chủ đề. Mỗi đội sẽ chọn cho mình 2 chủ đề mà các bạn cảm thấy phù hợp. Và một thành viên sẽ đứng ở đây, 3 người còn lại sẽ ngồi ở vị trí góc phòng kia. Lúc đó trên tấm bảng điện tử này sẽ hiện lên tổng cộng là 15 từ khóa. Thành viên đứng ở đây sẽ diễn tả để làm sao cho những người bạn của mình đoán được tất cả là 5 từ khóa thắng hiển thị màu xanh. Khi các bạn diễn tả không được trùng với 15 từ khóa có trên bảng. Bởi vì nếu như các bạn nói trùng từ khóa thì những người bạn trong kia sẽ bị phạt. Hoặc khi những người bạn trong kia nói ra đáp án chưa đúng, các bạn cũng bị phạt. Mỗi từ khóa thắng chúng ta sẽ có 3 triệu đồng. Sau 2 lượt chơi thì đội nào có số từ khóa nhiều hơn thì các bạn nghiễm nhiên sẽ được nhận trọn vẹn số tiền thưởng đó. Còn đội chơi nào ít hơn, các bạn chỉ được nhận tiền thưởng của vòng 1 và vòng 2. Trước tiên mình hãy xem qua 10 chủ đề ngày hôm nay. Ưng quá chừng, ăn là khoái, cười sảng khoái, xin khỏi bàn, thầy cô ơi, cưới liền tay, trời thỏa thích, trào lưu trẻ, vườn nhà em, nhà bao việc. Sao, các em chọn chủ đề nào trước? Hôm nay mình tinh thần ăn uống thì mình chọn cái ăn là khoái đi. Ok. Ăn là khoái, đó là chủ đề đầu tiên. Còn với mình thì sao Hải? Đội em sẽ chọn là thầy cô ơi. Đúng thầy rồi. Cô ơi, mặc dù các em xa trường cũng khá lâu rồi đúng không? Nam dạ. Còn chưa là thứ hai. À chào lưu trẻ. Chào lưu trẻ. Trẻ anh. Rồi, bên mình. Em sẽ chọn là cưới liền tay. À. Rồi cưới liền tay đúng không? Vậy thì mời các em chơi liền tay nè. Ok. Chủ đề đầu tiên của đội em đã lựa chọn. Thầy cô ơi. Dạ. Bắt đầu. 20/11 sắp tới. Ngày nào sao Việt Nam? Đúng. Hoa cái màu gì dành cho người dạy dỗ mình? Hoa hồng cài áo. Ôi trời ơi. Oh my god. Phải. Ôi trời ơi. Oh my god. Hoa cái hoa gì dành cho người dạy dỗ mình? Trời ơi. Có từ khóa. Rồi bỏ qua. Rồi cái này là bốn chữ nè. Biết ơn thầy cô. Trùng hết từ khóa. Trùng thầy từ khóa. À, tôi đi đến trường rồi. Bây giờ vậy nè, anh nói. Xong rồi bây giờ anh cho em biết mấy từ. Ba từ nè. Đó là động từ hay là danh từ hay là tính từ? Động từ. Động từ. Ba từ. Ba từ là động từ. Tôi đi học. Đúng. Đúng. Nhanh lên. Rồi, một cái loài hoa dành. Không được nói từ hoa. Từ khóa. Cái thực vật dành cho 20/11 bông hồng tặng cô. Đúng rồi. Bố a ba từ đi động từ đây là từ. Một tên của một tác giả tác phẩm gì tác phẩm gì hay lắm. Nguyễn Ngọc Ký. Đúng rồi Nguyễn Ngọc Ký. Đúng rồi. Ủa sao biết hay vậy? Hết giờ rồi, mời các em ở đây. Wow, trời hay quá Trường ơi. Đội của mình trọn vẹn được cả 4 từ khóa ở cái lượt đầu tiên luôn. Chúc mừng các em. Rồi, mời đội bên kia qua đây. Tiếp theo, đội lâu lâu mới hiểu. Chủ đề mà các em đã lựa chọn đó là ăn là phái. Oh. Trời ơi, toàn là những cái món món ăn trời cũng quen thuộc nha. Rồi, ngót sơ qua một chút rồi đúng không?
Dạ. Chuẩn bị, bắt đầu. Một cái món. Mấy từ, mấy từ? Bốn từ mọi người. Thịt một con vật mình phơi nó, mình trộn. Trộn với cái gì? Cái quả đó. Quả trùng từ khóa. Ôi, tay ra luôn rồi. Thế thôi được rồi, cái món tiếp theo đi. Có bốn từ, kẹp chung về bánh mì. Từ từ, từ từ. Bây giờ đổ cái món khác, có ba từ nha. Món ăn của Việt Nam, món ăn rất nổi tiếng Việt Nam và đến nước ngoài. Cơm chiên. Mà cái này nó ở trên một cái dây. Trên một cái dây. Bún đậu mắm tôm. Sai. Cái đường mà chuyên bán đồ ăn. Phở. Hai từ tiếp theo, nó là một cái chạy ở trên cái đường dây. Trùng từ khóa. Bất lực luôn rồi, bất lực rồi. Bất lực luôn á. Chạy trên cái dây. Lẩu băng chuyên. Sai. Bún bò Huế hả? Diễn tả từng chữ thôi. Từng chữ thôi. Một cái. Đây là món khác rồi đó. Được làm từ bột mì. Trong tên của nó có một cái này. Hủ tiếu tai heo à? Sai. Không. Thôi được rồi mọi người. Mọi người đoán lại. Đoán lại từ đầu đi, một món ăn. Là cố lên anh ơi, ở thủ đô. Cái có bốn từ nha. Cái này là một loại trái cây. Con gì đây? Con ếch. Con khỉ à? Con gì giống với chứ? Một con khác cũng giống con đấy. Giống con ếch. Có bốn từ thôi, thịt một loại vật phơi khô. Khô. Bắn đi, bắn đi mọi người. Hết sợ rồi. Mà em sợ vào thẳng mặt em à. Một thịt, một loại vật. Gỏi bò. Hết giờ nha. Không hiểu gì luôn. Hay, chủ đề này ai chọn? Chủ đề là em chọn. Thì chủ đề các em lựa chọn mà, có ai ép em chọn đâu, đúng không? Em coi như là nghiệm. Cái lượt thi đầu tiên này là mình trắng tay nha. Anh ơi, thua kêu này mình bày kêu khác, còn kêu nước thôi, đúng không? Không sao, về chỗ, chuẩn bị cho lượt thi thứ hai. Ủa sao vậy? Bạn em sợ. Hiên ngang lên nào, mạnh mẽ lên nào các chàng trai. Dạ. Chủ đề thứ hai mà các em đã lựa chọn đó là cưới liền tay. Rồi, chuẩn bị. Dạ. Mấy cái màu xanh nha. Dạ. Thời gian bắt đầu. Cái từ đầu tiên ha là có hai chữ. Đây là một cái động từ nha. Khi mà người cô dâu chú rể đó. Dạ môi. Cô dâu chú rể làm cái gì với nhau mà bây giờ mình đi đâu á mình cũng vậy nè. Chào nhận cưới. Sai. Hai từ thôi. Hai từ thôi. Đeo nhẫn. Sai. Ủa? Đeo nhẫn kìa. Trao nhẫn. Đúng rồi. Cái hành động này là có ba chữ. Cô dâu sau khi mà ấy xong là vậy nè. Cái này gọi là bông hoa. Sai. Ba chữ mà. Ném hoa cưới. Sai. Cô dâu không có làm. Mình á, mình vậy nè. Mình sẽ dạy cái nè. Cái của cô dâu á. Hoa cưới. Sai. Na ná cái... Bông cưới. Sai. Bắt hoa cưới. Đúng. Rồi, hay quá. Rồi. Cái này là hai chữ. Một năm mình sẽ chia ra. Có xuân nè, có hạ nè, thôi nào tôi đâu thì đó, từ từ đó nó là vậy đó, là chia ra là bốn cái đó, cái đó mà cái đợt đó là quá trời bao thư tới nhà mình luôn, người ta gọi đó là tới cái gì rồi, quá trời người làm mày lành thà là hai từ thôi, có hai từ thôi, cái giờ lành không phải cái lúc đó là ví dụ như tháng 7 đi, có tới 10 cái đám cưới lận, người ta gọi đó là tháng 7 là cái gì cái gì nha. Tháng 7 gọi là cái gì? Mùa cưới. Đúng coi. Hay quá trường ơi. Giỏi quá. Bốn chữ hành động nha. Mình hay nói bạn bè với nhau mà bây giờ mình khổ quá hay là mình giàu quá thì mình đều có sang, đều có... Không được rồi, dính cái từ đó rồi. Dính. mình chia... Rồi trong... Gợi ý cái từ đầu tiên là bây giờ mình yêu nhau xong rồi, mình hết yêu nhau người ta gọi là gì? Hết tình còn nghĩa. Không. Sai. Bây giờ em quen bồ em, 4 tháng sau em không quen nữa người ta gọi là gì? Rồi. Rồi, 4 từ đó là gì? Cành tàu gió mắng. Hết tình hết nghĩa. Không. Sai. Hết tình còn nghĩa. Sai. Rồi, bây giờ bỏ cái đó nhớ. Sai. Bỏ cái đó nha. Hết giờ. Thương cạn nhớ. Cạn tàu ráo máng trường muốn là chết. Cái từ chia ngọt sẽ bùi. Ha, mình được 3 từ khóa nói đúng không? Mình cũng phải dành thời gian cho bên kia người ta thể hiện. Hồi nãy cái lượt đầu tiên là người ta không có được gì hết trơn trọi rồi. Biết đâu bây giờ lượt thứ hai nó cũng y chang vậy sao? Nói vậy thôi. Chứ cũng mong là các bạn cũng sẽ ghi được dấu ấn ở cái dòng cuối này của mình. Xin mời các bạn. Lượt này sẽ là em diễn tả đúng không? Dạ vâng ạ. Mời em nhìn lên màn hình. Trào lưu trẻ. Ồ.
Ok, không càng ơi, cũng không dễ nghe. Thấy không? Bữa nay sao vậy? Ai chọn chủ đề cho đội mình vậy em? Em chọn chủ đề này luôn. Rồi. Nên là nếu mà có chuyện gì là em phải gánh hết luôn á. Em gánh hết nguyên tim. Thời gian bắt đầu. Tại vì thích em nhiều quá nên anh chỉ nói là alo. Yeah. Là cái động tác gì nhá? Mấy từ? 4 từ nhưng mà đoán trước 2 từ thôi. Cái này. Hớt tóc. Sai. Siêu nhân. Hớt tóc biến hình. Đúng. Đúng. À, quay phim. Nào 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 nào. Đúng được quá. Nhìn xe trái. Đúng. Đúng. Em làm cái gì đây? Đừng có đoán, đừng có đoán okay. Trước. 4 từ. 4 từ nhưng mà nó sẽ đọc thành 5 chữ. Nhưng mà nó có 4 từ nha. Đây mọi người nhớ trước nha. Đây là cái gì nha? Ok, em đang làm cái này nha. 2 từ này cộng với cái việc. Còn cái này sử dụng trong toán học. Thôi. Thôi từ khác đi, từ khác đi. Từ khác, từ khác. Ờ, nói đi, ngày 2 tháng 9 cũng làm gì mà ngồi làm cái gì? Vậy? Làm gì? Ngày ngủ đêm bay. Ý là tụi em có cùng với nhau là không có đi chơi gì trong ngày lễ thì làm cái gì? Đọc sách. Đây. Thì ngoài đọc sách ra còn cái gì nữa? Xem pháo hoa. Xem phim. Đây. Đúng, nhưng mà cái gì? 4 từ đồng nghĩa với chữ bừa là cái gì? Còn 2 từ nữa. Kể phim một mình. Đúng. Đó. Tránh một chữ này là chữ gì? Trồng góp từ khá. Kể phim xuyên đêm. Đúng. Đúng. Hết giờ. Mời các bạn ra đây. Em lắm gì bị chai sạn cảm xúc luôn phải không? Dạ đúng rồi, em quen luôn á. Quen luôn dạ. Là cái mặt thằng bé nó đờ đẫn, nó lạnh nhạt luôn với tất cả mọi thứ xung quanh vậy đó. Nó bỏ mặt vậy đó. Ừ. Sai. Sai. Cái lượt này coi như là đã rút được kinh nghiệm và mình đã khá hơn lượt trước, được 4 từ khóa. Chúc mừng các em. Mời đội hiểu ý qua đi lên đây. Sau 2 lượt chơi, đội lâu lâu mới hiểu đúng như tên gọi của đội mình. Dạ. Rất lâu mới hiểu ý nhau. Và các bạn giải mã được tất cả là 4 từ khóa. Nhà bên mình đó. Dạ. Hiểu ý quá đi, đúng không? Cái tên nói lên tất cả nha em. Dạ. À, may mắn nó đến ngay từ cái tên rồi. 7 từ khóa, 21 triệu đồng. Trời ơi. Bên mình có 7 từ khóa luôn á hả? Bên đó bao nhiêu? Dạ 4. Ấy chà, thua 3 từ khóa đó. Trời, mê cái cách interflex quá. Hay quá. Như vậy là ở cái vòng thi thứ 3 này thì đội hiểu ý qua đi các bạn sẽ nhận được trọn vẹn số tiền thưởng là 21 triệu đồng nha. Còn bên mình thì góp mặt cho vui. Dạ. Nhưng chúng ta sẽ có số tiền thưởng sau vòng 1 và vòng 2. Tổng số tiền thưởng mà các bạn có sau vòng 1 và vòng 2 là 5 triệu 500 ngàn đồng. Còn đội hiểu ý qua đi các bạn sẽ có được số tiền thưởng là 27 triệu đồng. Muốn hỏi thăm nhẹ Trương. Trương là cái người mà ở vòng thi đầu tiên có vẻ lúng túng khá nhiều và cũng làm cho đội hình mình nó hơi xáo trộn vất vả. Nhưng em lại giống như là người hùng cho đội ở vòng thi cuối. Lội ngược dòng. Lội ngược dòng một cách ngoan mục. Cảm giác của em thế nào hôm nay khi đến với tranh tài đoán ý? Dạ, cảm giác của em là rất là vui, hồ hởi, hớn hở, phấn khởi cùng với các anh em trong đội đã giành được chiến thắng ạ. Cho anh mặc anh không vui. Anh nó chỉ hồ hởi mà mặc anh cái sao? Mặt chưa được hồ hởi lắm, mặt không có hân hoan. Cái logo mặt em nó vậy. Cái logo nó vậy. Còn bên nhà mình sao em? Dạ em tính hỏi là em có thể mượn cái máy đó về nhà lúc mà em buồn ngủ em xịt vô mặt em được không ạ? Trời đất ơi, nó xịt vô là em tỉnh luôn á anh Nghĩa. Tỉnh ngủ luôn đó hả? Tỉnh ngủ luôn, nhưng mà em thấy vui. Em cũng không quan trọng thắng thua đâu, nhưng mà thua cũng hơi buồn một xíu. Nhưng mà quan trọng chúng ta đã có những giây phút kỷ niệm cùng với nhau với chương trình nhé. Cảm ơn cả 2 đội chơi đã đến tham gia tranh tài đoán ý ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện, phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Xem tranh tài đoán ý được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.
và 12:30 trên kênh YouTube Be Official.